công lắp điều hòa ở Hà Nội tăng phi mã. Hà Nội bắt đầu vào hè bằng đợt nắng nóng gay gắt diện rộng trên toàn Bắc Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ở Hà Nội trong những ngày qua có nhiệt độ cao nhất từ 37, 39 độ, có nơi trên 40 độ. Tuy nhiên trên thực tế, đây chỉ là mức nhiệt trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời tại thủ đô luôn dao động 45, 50 độ C do hiệu ứng đô thị, cộng thêm không khí nóng tỏa ra từ các phương tiện xe cộ, từ mặt đường nhựa và hàng ngàn cục nóng điều hòa phả ra đường. Vì trời nắng nóng nên tiền công lắp đặt, vận chuyển, sửa chữa điều hòa hay các thiết bị làm mát khác đã tăng đột biến. Theo bác Hồng, một thợ sửa điều hòa lâu năm tại Hà Nội, tiền lắp điều hòa được các thợ chuyển cho nhau đã lên tới 500 ngàn. Sau đó khi tới người dùng, chi phí có thể tới 600, 700 ngàn tùy vào từng hộ gia đình và vị trí khác nhau. Lý do được thợ đưa ra là vì trời nắng nóng, nên chủ nhà cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Trong khi đó, Tiền công lắp đặt điều hòa tại các tỉnh Nam Bộ chỉ dao động cao nhất ở mức 250.000 đồng. Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa điều hòa cũng tăng từ 300-500.000 đồng dành cho các lỗi cơ bản nhất như chập điện, cháy bảng mạch, chi phí có thể lên tới hàng triệu đồng dựa trên linh kiện nào bị hỏng và mức độ sẵn có để thay thế. Trời càng nóng thì điều hòa càng dễ hỏng, bác Hồng chia sẻ. Các dòng điều hòa thông thường chỉ chịu được công suất khi ngoài trời đạt từ 42, 45 độ C, nếu ngoài trời đạt nhiệt độ cao hơn mức đó thì điều hòa sẽ chạy mãi mà không tới được mức nhiệt yêu cầu, từ đó khiến điều hòa chạy liên tục mà không được nghỉ ngơi, lâu dài sẽ dẫn tới hỏng. Đây là hệ quả thực tế bắt nguồn từ tâm lý người ta khi trời càng nóng thì càng muốn vào phòng mát, do đó rất nhiều người tại gia đình hoặc văn phòng để nhiệt độ thấp, từ 16, 20 độ C và đây càng là lý do khiến điều hòa dễ hỏng. Bên cạnh đó Khâu chuẩn bị cho mùa nóng về cơ bản cũng ít được hộ gia đình quan tâm. Tức hầu như đến khi thời tiết chuyển nóng được mới bắt đầu để ý tới thiết bị làm mát mà không có sự chuẩn bị từ trước. Điều này dẫn tới việc mua các máy điều hòa, quạt phun sương trong thời tiết nắng nóng này vừa tốn kém hơn so với mùa thấp điểm, mà cũng kém thuận lợi hơn trong việc chuyển hàng, lắp đặt. Lời khuyên trong mùa nắng nóng này đó là nên để ý tới bảo dưỡng điều hòa, các thao tác cơ bản như thay ga, vệ sinh ngăn tạo gió, vệ sinh cục nóng và chọn các dòng điều hòa phổ biến tại thời điểm hiện nay để hạn chế chi phí thay linh kiện nếu hỏng. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý về nhiệt độ, vì nhiệt độ để càng thấp thì càng dễ hỏng, nếu nhiệt độ ngoài trời là trên 40 độ, người dùng nên đặt ở khoảng 30 độ, tuy không mát lạnh như mong đợi, nhưng sẽ giảm đáng kể tiền điện, cũng như hạn chế hỏng hóc cho điều hòa. Nguyễn Nguyễn